Rồi, hello anh em. Đây là cái sâu cạc EOS K10. Đó. Thì anh em có thấy có gì lạ không? Thì phiên bản này nó đã không cần phải cắm cái dây USB vào để cấp nguồn cho cái sâu cạc, mà nó có nguồn sẵn trong này. Thì sâu cạc này mình đã Đã đổ lại rồi. nha. Mình đổ lại rồi, mình đổ có pin tích hợp bên trong. Và cái đặc biệt nữa là mình đổ thêm Cái mạch Bluetooth thu nhận tín hiệu nguồn nhạc ha. thì sau khi Mình mình đổ cái mạch Bluetooth thì cái cổng này coi như là bỏ, mình không sử dụng tới nữa. Còn cái chức năng USB thì vẫn sử dụng bình thường nha. Chức năng USB sử dụng bình thường. Và bây giờ mình sẽ khui nó ra và hướng dẫn cho anh em và các bạn làm theo. thì biết vào vạch thì mình sẽ đổ lại thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mọi người ha. Rồi đây, đây là bên trong đây. Sau khi mình đổ lại thì nhìn Nó hơi rối ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cái vấn đề cái mạch Bluetooth trước. Còn cái mạch pin này á thì anh em vọc chế nhiều, anh em sẽ nhìn vào anh em sẽ hiểu thôi. Còn mình chỉ hướng dẫn vào cái mạch Bluetooth này ha. Thì cái module này thì mình mua ở trên các cái trang thương mại á, nó rẻ lắm, rơi vào khoảng 50.000 thôi, một cái module Bluetooth này. thì trên cái module Bluetooth Nó sẽ gồm có 4 cái dây vào. Thì anh em chú ý thì nó gồm có một cái dây cấp nguồn. Đó, cấp nguồn. Module này nó hoạt động ở mức điện áp 3V 3 đến 5V. một cái dây mask và hai cái dây tín hiệu Âm thanh ra LR đấy. đó, thì cái dây Dây mát thì anh em anh em kiếm cái đường mask ở trên trên cái bo ấy. cái quýt này. Thì thường thường mát thì nó sẽ nằm ở các cái vị trí Có những cái miếng gì nó ốc lớn này, anh em sẽ hàn cái dây mát vào đây. Còn cái dây cấp nguồn á, cấp nguồn nha, cấp nguồn nếu trường hợp anh em không không có đủ pin á thì anh em chú ý ngay vị trí dưới đây nè, ngay ở cái góc này đây, ngay ở cái góc này chỗ cái dây điện màu đỏ đây nè. Phiên bản gốc của nó ở đây, nó sẽ có một cái cầu chì nha, một cái cầu chì nó hàn nối hai cái điểm này. Thì anh em chỉ cần hàn cái dây cấp nguồn cho cái bo Bluetooth vào cái vị trí của cái dây này, thì khi anh em cắm cái cáp USB ở đây, nó sẽ có điện 5V cấp cho cái bo Bluetooth là xong rồi. Bây giờ cái dây ra nha, cái dây hai cái dây tín hiệu LR á, thì khi mình làm vậy thì nó sẽ thu được cái âm thanh stereo nha, stereo studio, gọi là âm thanh hi-fi á. Mình không tiếng Anh mình không có rành nên mình không có phát âm chuẩn. Thì đây anh em chú ý, hai cái dây âm thanh ra là hai dây tín hiệu ra. Thì anh em hàn nó ở ngay vị trí này. nhá, ngay chỗ cái cổng vào, cái cổng mà lấy âm âm thanh vào á, thì anh em chú ý ở đây. Nó có vị trí này, nó có một con tụ và một con chở ha. Tụ và chở ở đây, con tụ ở đây, con chở ở đây. Bên này cũng y chang ha. Thì anh em á nhìn ở ngay cái vị trí phía chỗ tiếp giáp đây nè. Anh em hàn ngay cái bên này. Bên này cũng 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 vậy ha. hàn dây ở ngay hai Ngay vị trí này. đó, hàn vào để nó cấp cái đường âm thanh khi mình kết nối Bluetooth. Với cái bo Bluetooth này nó sẽ phát nhạc và nó sẽ lấy cái đường tín hiệu nó cấp trực tiếp vào đây đó, nó cấp trực tiếp vào trong cái EOS K10 này. này. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động nó lên. Khởi động lên nha. Đó, khởi động lên. Đó, màu mè quá. Khởi động lên thì mình sẽ dùng cái điện thoại của mình để Mình thử kết nối Bluetooth. tốt với nó. Đây. Cái tên này thì mình thay đổi được nha. Đó, cái tên này nè, cái tên của cái thiết bị này mình thay đổi được. Đó, sau khi mình bật thì nó đã kết nối rồi. Thấy không? Nó kết nối với cái mạch Bluetooth trong này. À, nếu trường hợp không kết nối được thì cái đèn Và luôn cái đèn báo hiệu nó sẽ chớp liên tục. Mà nếu kết nối thành công thì nó sẽ ngưng. nha. Đây nè, mình cho kết nối lại nè. Đó, nó đã ngưng. Rồi, thì sau khi mình kết nối thành công Thì mình cứ sử dụng chính cái thiết bị phát nhạc này, lên YouTube mở nhạc, cắm mic hát bình thường ha.
hát bình thường luôn. Đó. Âm thanh rất là hay nha, trong trẻo. Thì mọi người cứ làm theo cái hướng dẫn này của mình. rồi Có cái gì mà mình có cái gì mà mọi người xem mà chưa hiểu thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm nha. Đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. rồi nếu mọi người thấy video này hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ và hãy subscribe kênh. Rồi, còn cảm ơn mọi người. Rồi, chào mọi người nhé.